Hôm nay, giáo sư Hoàng Tụy, người con của quê hương Quảng Nam, Đà Nẵng, nguyên Viện trưởng Viện Toán học Việt Nam, một nhà toán học không chỉ nổi tiếng của đất nước, mà còn nổi tiếng trên thế giới, đưa đứa cháu nội của mình vừa tu nghiệp ở nước ngoài về, đến thăm cổ thành Hà Nội. Nơi đây, ngày xưa, từng diễn ra một sự kiện bi hùng của Hà Nội và của dân tộc, có liên quan đến gia đình, dòng họ giáo sư. Chúng ta hãy nghe giáo sư sử học Lê Văn Lan nói về những gì từng diễn ra ngay tại thành cổ Hà Nội này trong một ngày đã đi vào lịch sử. Cuộc nã pháo 2 tiếng rưỡi đồng hồ, bắt đầu từ 8 giờ sáng và kết thúc lúc 10 giờ 30 phút ngày 25 tháng 4 năm 1882. Hạ cái thành cửa Bắc này đấy, thì còn kết quả bây giờ là ở 2 vết đạn kia, trong số 100.000 viên đạn đã bay từ phía ngoài kia là bờ sông, rồi từ bờ sông vào đến chỗ ngay bên cái hào nước, chỗ này là khu dân cư, những xóm làng, thì đạn từ phía đó bay vào đây, và có 2 vết tích còn để lại như thế này. Chúng ta giữ lại để làm gì? Một mặt là cái tội ác chiến tranh của kẻ địch, của quân thù, nhưng cái chính là cái Hà thành chính khí ca, cái tinh thần chính khí của người dân Hà Nội bảo vệ cái cửa thành này, và đặc biệt trên cao kia là cái chính khí của quan tổng đốc Hà Ninh phụ trách cái lần kháng chiến chống giặc thứ hai khi người Pháp đánh Bắc Kỳ và đánh tòa thành này, đó là cụ Hoàng Diệu. Hoàng Diệu sinh năm 1829 ở một vùng quê có truyền thống hiếu học và yêu nước, vùng Gò Nổi, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Cả 5 anh em của ông đều đỗ đạt. Riêng ông, 20 tuổi đỗ cử nhân, 25 tuổi đỗ phó bảng. Ở vùng quê này, gia đình ông có tiếng trọng quốc pháp, giữ gia phong. Ông có một người mẹ rất thương yêu và cũng vô cùng nghiêm khắc với các con, kể cả khi các con đã khôn lớn. Các bậc cao niên cũng như một số nhà nghiên cứu lịch sử địa phương kể rằng, khi làm tổng đốc Hà Nội, Hoàng Diệu chọn một sản vật của đất Kinh Kỳ là mấy thước lụa Hà Đông, gọi là tấm lòng của người con ở xa gửi về quê tặng mẹ. Sau khi mở gói quà ra xem, người mẹ lặng lẽ ra vườn bẻ một cành dâu để làm chiếc roi, rồi bà gói chiếc roi ấy trong sấp lụa để gửi ra lại cho con trai mình. Ngụ ý yêu cầu con làm quan phải liêm khiết, phải chí công vô tư, phải tập trung lo cho dân, cho nước.
nhận được chiếc roi, Hoàng Diệu hiểu ngay ý mẹ già ở quê. Và từ đấy, ông nguyện một dạ một lòng giữ cuộc sống thanh bạch như lời mẹ dặn. Làm quan nhiều nơi, nhưng ở đâu ông cũng nổi tiếng thanh liêm, chánh trực. Đặc biệt là rất thân dân, gần dân, hết lòng chăm lo cho dân bằng những việc làm cụ thể. Ngay sau khi đến làm Tổng đốc Hà Ninh, tức Hà Nội và Ninh Bình vào năm 1880, ông đã quan sát và nhận thấy ở ô quan trường có bọn người tứ chiếng tụ tập ở nhà chung mà không có hương ước, chuyên quấy phá việc làm ăn, đi lại của dân lành. Thế là Tổng đốc Hoàng Diệu ban hành ngay một lệnh gọi là lệnh cấm trừ tệ, cho khắc vào bia đá gắn ngay ở trước nha môn. Nội dung tấm bia này là cấm các lý dịch, thôn phường gây khó dễ, sách nhiễu dân chúng khi họ có việc nhà, khi đi lại, buôn bán, làm ăn trên sông, trên chợ. Nếu sự việc được phát giác thì sẽ bị trừng trị nặng. Lệnh cấm trừ tệ gắn lên cửa ô ngày 12 tháng 4 năm 1881, còn lưu giữ đến ngày nay là biểu tượng cao đẹp về lòng thương dân, trọng dân của Tổng đốc Hoàng Diệu. Cũng ngay sau khi nhận trọng trách lãnh đạo quân dân Hà Nội, nhận biết âm mưu của giặc Pháp, Hoàng Diệu lập tức tấu lên triều đình, đề nghị tăng cường binh mã để giữ Hà Nội mà theo ông, đó là đất cuống họng của Bắc Kỳ. Chẳng những Tự Đức không nghe, mà còn hạ chiếu thư của trách. Hoàng Diệu đã khẩn trương chỉ đạo bồi đắp tường thành Hà Nội lên cao hơn 1,5 mét, bề dày từ 0,6 đến 0,8 mét, và khoét thêm nhiều lỗ châu mai để sẵn sàng ứng phó với một cuộc tấn công mà ông biết trước sau rồi cũng xảy ra. Chẳng bao lâu, sau khi đưa binh lực từ Nam Kỳ ra, rạng sáng ngày 25 tháng 4 năm 1882, chỉ huy giặc Pháp là tên đại tá Rivière gửi tối hậu thư cho Tổng đốc Hoàng Diệu với lời lẽ sức láo. Tôi đề nghị ông phải nộp thành cho tôi theo những điều khoản mà tôi nói ngay đây. Ngay ngày hôm nay, lập tức sau khi tiếp được thư này, ông phải ra lệnh cho quân đội ông rời khỏi thành sau khi đã hạ hết khí giới và mở cửa thành. Để đảm bảo với tôi rằng ông thi hành những điều tôi đòi hỏi, ông phải nộp mình cho tôi. Cả các quan tuần phủ, quan bộ, quan án, đề đốc, chánh lãnh binh, phó lãnh binh đều phải đến nộp mình tại dinh bà chức đúng 8 giờ sáng. Trước lời hăm dọa ấy, dòng máu Lạc Hồng sùng sục trong huyết quản của Hoàng Diệu không cho phép ông thực hiện cái điều nhục nhã đó. Ông họp các tướng sĩ, thề sống chết giữ thành. Thế là đúng 8 giờ 15 phút, Rivière khai hỏa tấn công với sự yểm trợ của các tàu chiến neo đậu ở sông Hồng. Mặc dầu đang lâm bệnh, nhưng Hoàng Diệu vẫn cầm gươm lệnh chỉ huy chiến đấu ngay trên cửa bắc của thành cổ này. Hình ảnh người chỉ huy cùng quân sĩ có mặt ngay tại trận địa trước làn tên mũi đạn của quân thù đã nói lên khí phách của ông cùng với quyết tâm sắt đá giữ thành Hà Nội. Hoàng Diệu vì nước, vì dân mà hiên ngang chỉ huy chiến đấu trong mối tương quan lực lượng bất lợi cho ta. Và nhân dân Hà Nội cũng vì kính yêu vị Tổng đốc của mình mà hưởng ứng cuộc kháng chiến với những việc làm vô cùng cảm động. Họ tự đốt hàng loạt nhà cửa của mình ở bên ngoài thành cổ, nhất là ở phía trước cửa bắc này, để làm bức tường lửa ngăn cản sự tấn công của quân thù. Trong lúc cuộc chiến đấu đang giằng co quyết liệt, thì chẳng may kho thuốc súng trong thành cháy nổ làm nản lòng quân sĩ. Bên ta vỡ trận, giặc Pháp bắc thang leo lên thành. Biết không thể giữ được thành, ông đến địa điểm này
mà ngày xưa là hành cung kính thiên, quỳ lạy tạ tội, rồi lấy máu thảo tờ biểu tuyệt mệnh gửi cho vua Tử Đức. Thần trộm nghĩ, Hà Nội là đất cuống họng của Bắc Kỳ, mà cũng là nơi hiểm yếu của nước ta. Nếu một ngày tan tành như đất lở, thì các tỉnh lần lượt mất như ngói bong. Thần thường lo lắng đêm ngày, nên đã dâng sớ lên cho xin thêm viện binh để đề phòng, thì lại bị bệ hạ quở trách. Thần đau đớn vô cùng, thường cùng các bạn đồng liêu bàn tính. Người bàn nên mở cửa thành, kẻ khuyên nên giải binh. Xong thả thân nát xương tan cũng không bao giờ như thế được. Việc tính chưa xong thì hôm mùng 7 rạng ngày mùng 8, lũ kia hạ chiến thơ rồi cách 3 giờ sau tiến đánh. Quân bên kia đông như kiến, súng nổ vang trời, thành ngoài bốc cháy, thành trong mọi người đều tán đờm. Thần dẫu còn đang bệnh cũng cố xông ra cầm quân chống cự. Được nửa ngày, thế ta kẹt, quan văn bỏ chạy, quan võ cũng theo gió cuốn đi. Lòng thần đau như cắt. Thần bất tài, tự nghĩ sống cũng vô ích. Dù thần đã biết thành mất, mà có chết cũng còn có tội. Đâu dám nói chết là trung nghĩa. Một mình thề với Long Thành, nguyện theo tiên thần Nguyễn Chi Phương về nơi chín suối. Mấy dòng lệ máu, muôn dặm cửa rồng, nguyện xin mặt trăng soi thấu tấm lòng son của thần. Muôn tâu Hoàng Diệu. Theo xác định của giới sử học, thì địa điểm này chính là nơi tọa lạc của võ miếu ngày xưa, là nơi mà Hoàng Diệu đã thung dung tự nghĩa. Thế là trong vòng chỉ có 10 năm, có hai người con của khúc ruột miền Trung là Nguyễn Chi Phương ở Thừa Thiên Huế và Hoàng Diệu ở Quảng Nam Đà Nẵng mang gươm ra bảo vệ Hà Nội, rồi sống chết cùng thành Hà Nội. Từ chỗ hành cung, cụ Hoàng Diệu đã đi tắt đến chỗ này, và cụ chọn chỗ này để là cái nơi quyết liệt tự tận theo thành, với cái ý chí sắt đá của một người mà vâng mệnh vua, lúc ấy thì vẫn còn mệnh vua để giữ thành này, nhưng mà là để theo ý chí của dân và giữ thành. Nhưng mà giữ thành không nổi thì lấy cái chết để đi theo thành. Và trong cái cuộc đi về cõi vĩnh hằng đó thì chính khí hồn thiêng bất diệt của cụ đấy là từ chỗ cành cao này mà xung thiên lên trời, để rồi được khắp dân chúng Hà Thành lúc bây giờ cùng nhau kéo tới đây, cùng nhau bỏ tiền ra để mua lấy những cỗ áo quan riêng và hạ thân xác của cụ xuống khi hồn thiêng của cụ đã xung thiên về với trời, và đưa cụ về phía bên này là nơi có nhà chính học để chôn cất cụ. Trong lúc Tổng đốc Hoàng Diệu chỉ huy giữ thành Hà Nội, thì ở quê nhà, làng Xuân Đài, phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, bà Hoàng Diệu đang đi cấy lúa. Nghe tin chồng mất, bà Hoàng Diệu đã ngất xỉu ngay bên bờ ruộng ở cánh đồng quê này. Thank you.
trong thời cận đại. Rất hiếm có cái chết nào lại gây xúc động mãnh liệt cho sĩ phu và nhân dân Hà Nội cũng như nhân dân cả nước như cái chết của Tổng đốc Hoàng Diệu, một người con ưu tú của đất Quảng kiên trung. Ở Hà Nội bấy giờ xuất hiện hầu như cùng lúc hai tác phẩm Hà Thành Thất Thủ Ca và đặc biệt là